mọi người, hôm nay vẫn sẽ vào bếp làm món bánh canh cá. Mà món này chắc là hầu như chỉ những ai ở miền Trung thì mới biết. Vẫn không biết những vùng khác cũng có món bánh canh nhưng mà làm có giống như thế này không. Nhưng mà hôm nay Vân cũng chia sẻ một cách làm của Vân. Thực ra bánh canh này Vân nấu theo nhiều cách khác nhau, và cũng tùy hứng mỗi lần nấu thì Vân cũng chế biến bằng những loại bột khác nhau. Có khi thì Vân dùng bằng bột mì, có khi thì bột nắng hoặc là bột nắng pha với bột gạo ấy. Thì công thức hôm nay Vân làm đó là bánh canh cá thì Vân chỉ dùng bột nắng không. Thì đây là một gói bột nắng mà Vân mua ở châu Á, nó không phải là hàng của Việt Nam đâu, và cũng nguyên trắng vậy thôi, nhưng mà khi nấu lên đó mọi người, nó cũng không được trắng tinh đâu. Và gói này nó xem là nó không biết là xuất xứ từ đâu, nhưng bên Trung Quốc hay là Nhật gì đấy, nhưng mà nó có trọng lượng là 400g. Thì với 400g bột nắng này, bình thường vẫn có thể pha thêm khoảng 50g bột gạo để cho cái sợi nó hơi cứng cứng ấy. Nhưng mà hôm nay vẫn là thích ăn kiểu mềm mềm cho cả bé nhà vẫn ăn nữa. Thì vẫn chỉ dùng bột nắng không thôi, cho một xíu muối và khoảng 320 đến 350ml nước nóng. Nước nóng sôi 100 độ luôn ấy. Nhồi bột nắng này cũng có nhiều cách khác nhau. Có người thì cho nước nóng vào giữa, sau đó vén cái bột khô ở bên ngoài vào. Hoặc là như Vân làm đơn giản như thế này, cứ cho nước nóng vào ẳng ẳng như thế này, sau đó Vân lấy đũa khuấy đều lên ấy. Miễn sao mình cảm giác nó cái lượng bột khô và bột ướt nó bám vào cũng tương đối với nhau như thế này. Vân cũng không biết tả như thế nào, nhưng mà đấy là cách làm của cá nhân Vân. Kiểu Vân cũng hay nhồi bột nắng mà để làm bánh bèo rồi làm bánh canh. Lúc này mọi người nhồi bằng nước sôi 100 độ, bột rất là nóng. Vân cũng nhồi bằng tay không như thế này, ở hàng ở quán người ta làm nhiều, người ta sẽ nhồi bằng máy ấy. Nhưng mà mình nhồi bằng tay không như thế này, mọi người lúc này rất là nóng luôn ấy. Nhưng đặc trưng của bột nắng nó khác với những bột khác là phải nhồi bằng nước nóng như vậy. Cho nên là dù nóng mình cũng phải cố gắng để nhồi luôn trong lúc nó đang còn nóng, để nguội thì bột nó sẽ hỏng ấy. Thì lúc này Vân nhồi cũng khá nhanh, khoảng 5-7 phút là Vân nhồi xong một gói bột như thế này. Và sau khi nhồi xong, Vân sẽ cho vào trong cái túi bóng ấy, bọc kín lại, ủ khoảng 30 phút để cho bột nó nghỉ ấy. Thì cách làm này cũng không có gì là cầu kỳ cả. Thì bột nhồi cho đến khi mà nó không bị dính tay là như thế này là được rồi đấy mọi người. Rất là đơn giản. Trong lúc chờ bột nghỉ thì vẫn sẽ đi làm cá. Thì thường ở miền Trung ấy, người ta làm món bánh canh thường là bánh canh cá lóc. Nhưng mà ở bên này để nói là cá lóc có, nhưng mà nó chỉ là cá đông lạnh đưa từ Việt Nam sang ấy. Thì so với việc ăn cá đông lạnh thì vẫn chọn ăn cá tươi là cá trạc như thế này vẫn ok hơn. Mà hôm qua cũng là ngày có hải sản từ các nước họ đưa sang ấy, vì ở tiệm không có biển mà, cho nên là chồng vẫn cũng đã mua được mấy con cá tươi. Thì vẫn đã dành con cá trạc này để làm cái món bánh canh cá hôm nay. Thì Vân cũng không giỏi làm cá lắm, lâu lâu mới làm cái món này. Bình thường trước đấy Vân sẽ hấp cá lên, sau đó gỡ thịt ra và xào với hành với nghề ấy. Nhưng mà hôm nay Vân lười không muốn hấp nữa, rút ngắn công đoạn thì Vân sẽ thử lược cái thịt cá ra, làm khác đi xem nó như thế nào ấy. Thì phần cá lược đi cần phần xương và phần đầu Vân sẽ cho vào trong cái nồi nước dùng lúc này ấy, để cho nước dùng nó ngọt. Có cái xương cá này vào nước dùng rất là ngọt luôn. Còn cá thì Vân sẽ cắt từng khúc như thế này, khoảng 2cm, bởi vì cắt bé quá lát nữa mình xào sợ nó nát ra đấy mọi người, mà ăn nó cũng vùn vùn không ngon ấy. Thì cắt xong rồi Vân sẽ ướp gia vị nhé. Vân có một thói quen khi làm bếp, Vân không thích dùng các cái loại găng tay ấy, bởi vì Vân cảm thấy vướng víu mà không quen nữa, cho nên là Vân hay dùng tay không, sau đó rửa bằng chanh. Còn phần cá thì Vân sẽ ướp vào đấy một thìa cà phê hạt nêm và một thìa cà phê bột ngọt, một xíu nước mắm hạt tiêu, ướp trong khoảng 15-20 phút thì Vân sẽ đem đi xào. Cá trạc này là nó kiểu cá biển nhưng mà thịt nó cũng khá thơm ngon ấy, và cũng có thể thay thế món bánh canh cá lóc bằng bánh canh cá trạc. Bởi vì mình ở xa Việt Nam thì thay thế nguyên liệu bằng cách này cách khác mình phải nghĩ ra ấy. Thì bây giờ vẫn sẽ dùng nghệ và hành tắm. Cái hành tắm không có thì mọi người có thể dùng hành tím để phi thơm lên, sau đó sẽ xào qua cái phần cá mà vẫn đã ướp trước ấy.
món bánh canh cá vẫn đã từng ăn ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng thì vẫn thấy là hầu như là cái nước dùng nó trắng và cá người ta cũng để trắng ấy, nhưng mà vẫn đã thay đổi một chút cho hợp khẩu vị của gia đình mình, đặc biệt là chồng vẫn ăn những món cá hoặc là thịt gà các kiểu mà là phải có nghề, cứ trắng nhợt là kiểu không thích ấy, cho nên là cũng phải mình thay đổi một chút cho hợp khẩu vị của gia đình của mình ấy. Còn bạn nào mà không thích ăn nghề tươi như thế này thì có thể bỏ qua cái công đoạn xào nghề mà chỉ cần xào với hành, phi hành lên xào là được ấy. Vẫn thấy ở Việt Nam mình ấy, cái món bánh canh nó rất là đa dạng và phong phú. Ở mỗi miền thì nó có một cái biến thể khác nhau ấy, đặc biệt là ở vùng Vân ấy, là ở Hà Tĩnh ấy, trước đây người ta hay gọi là cháo canh, nhưng mà không làm bằng bột nắng mà làm bằng bột mì, thì thường ăn với thịt. Còn ở vào miền Trung phía trong nữa thì vẫn thấy là hay có bánh canh cá, rồi bánh canh sườn, bánh canh ghẹ, rồi còn có thêm cả trứng cút các kiểu nữa ấy. Thì vẫn sẽ thay đổi mỗi lần ăn trong gia đình một kiểu khác nhau, miễn là trong gia đình mình lúc đó có nguyên liệu như thế nào mình sử dụng cho nó phù hợp là được ấy. Ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh ấy, ăn cháo canh hay gọi là bánh canh của mình, thì thường ăn kèm với bánh mì chiên, cắt lát rồi chiên lên ăn rất là ngon. Còn ở miền trong nữa, kiểu như là Quảng Bình, Quảng Trị ấy, thì vẫn thấy ăn kèm với bì lợn, mà bì lợn chiên giòn nổ ấy, rồi ăn cùng với bánh canh cá vẫn nghiền luôn mà. Tiếp theo vẫn sẽ cho phần đầu cá và xương cá cũng phi qua cái lớp dầu hành và nghệ tươi này cho nó thơm ấy. Sau đó sẽ cho vào trong cái nồi nước dùng luôn, để nồi nước dùng vừa ngọt vừa thơm và vừa có cái màu óng ánh vàng nhẹ của nghề ấy. Món bánh canh cá này nhà vẫn rất thích, nhưng mà có một điều là vẫn rất lười làm, thỉnh thoảng vẫn mới làm thôi, bởi vì nó khá nhiều công đoạn và nhồi bột nữa ấy, cho nên là lâu lâu mới làm một bữa. Phần đầu cá và xương cá vẫn sẽ chỉ xào qua qua như vậy thôi, sau đó cho vào trong nồi nước dùng. Mọi người thấy không, mỗi lần nấu những món gì mà liên quan đến chiên xào rán ấy, nó vắng té rất là bẩn bếp. Còn gia vị thì vẫn cũng nêm hạt nêm, bột ngọt, một chút đường và nước mắm vào trong nồi nước dùng như thế này, cho tùy khẩu vị từng gia đình ấy, nó ăn cũng phải ngọt ngọt thanh thanh là được. Nước dùng vẫn sẽ cho nhỏ lửa và để trên bếp như thế này, và tiếp theo sẽ là công đoạn mà khiến mỏi tay mỏi cổ nhất, đấy là đi cán bột và cắt lát cho mọi người. Thì bây giờ vẫn sẽ cắt tứ cái miếng bột này ra, sau đó cán mỏng rồi cắt. Thì mọi người phải chuẩn bị một ít bột áo ở bên cạnh như thế này nhé, hoặc là trải lên cái lớp thớt để mình cắt nó không bị dính nhé, bởi vì cái bột nắng này khi mình nhồi nóng ấy và nó có cái độ dẻo cho nên nó rất là dính vào nhau, phải phủ lớp bột áo thường xuyên ạ. Còn cắt thì mọi người nên cắt miếng tùy theo sở thích của mọi người thôi, nhưng mà nếu như mình có bột gạo ấy thì mình có thể cắt sợi nhỏ, nhưng nếu chỉ bột nắng không ấy nên cắt sợi to một tí, bởi vì khi luộc lên nó trong, nó dẻo ăn, nó cảm giác nó luộc đi ấy. Với một gói bột nắng mà 400g này thì cũng đủ cho khoảng 3 người lớn ăn, 3 bát. Lúc này cắt bột gần xong thì cũng chuẩn bị một nồi nước để luộc. Đấy, mọi người nhớ là phải phủ một cái lớp bột áo ở bên ngoài như thế này ấy, không là nó cực kỳ dính vào nhau và khi luộc cũng khó ấy, mà khi ăn nó cũng không ngon, nó thành một cục nó không ngon ấy. Thì bây giờ vẫn sẽ chuẩn bị để luộc. Bây giờ nồi nước cũng sôi rồi mọi người, thì vẫn sẽ cho vào đây một xíu dầu ăn để khi luộc nó không bị dính, và sau đó cho sợi bánh canh vào. Và mọi người lưu ý là phải dùng đũa khuấy liên tục để các cái sợi nó tơi ra, không bị dính vào nhau ấy. Bước này thì mọi người phải lưu ý quấy, chú ý nó không bị dính nồi nữa, bởi vì bên trong cái bột này còn lớp bột áo rất nhiều ấy, mình luộc không cẩn thận nó cũng bị dính nồi. Và khi bột sôi lên và sợi bánh canh nó nổi lên như thế này là gần được rồi. Mọi người có thể kiểm tra bằng cách là lấy vài sợi lên ấy, nhìn thấy nó hơi trong trong là có thể đưa ra. Đây, để vẫn gấp vài sợi lên cho mọi người xem nhé. Như thế này là gần được, bởi vì mình sẽ chuẩn bị một tô nước đá lạnh ở bên cạnh ấy, rồi múc cái phần bánh canh này ra, thả vào trong tô nước đá ấy, thì nó gặp lạnh nó sẽ trong veo trở lại thôi.
Bây giờ vẫn sẽ múc sợi bánh cánh ra và cho vào trong tô nước đá này. Cái này vẫn chuẩn bị từ trước rồi. Thì khi cho bánh cánh vào ấy, mọi người cũng dùng đũa quấy liên tục để sợi bánh nó tơi ra nhé. Sau vài phút ngâm ở bên trong tô nước đá lạnh ấy, thì sợi bánh cánh nó trong là như thế này. Thì lúc này có thể chuẩn bị để ăn rồi, sẽ múc ra tô và cho đồ lên để ăn thôi. Mọi người thấy không, cái sợi nó trong veo là như thế này này, ăn rất là mềm dẻo, rất là ngon. Video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai. Rất mong nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến của mọi người để video của Vân ngày càng hoàn thiện hơn. Và nếu như yêu quý những gì Vân chia sẻ cũng như mong muốn được mọi người ủng hộ thì hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông, chọn tất cả để đón xem những video mới nhất từ Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.